Một mình bà nuôi 11 đứa con nổi, nhưng mà 11 đứa con lại không nuôi nổi bà. Ở ngoài này mà ngó vô nhà bà năm ngó đó hết là tàu quánh hét rồi, chứ không có cách nào mà nổ trong này nổ bự. Cái tivi nó nổ bự quá mà ai là ông nó nổ bơm. Dạ. À. Cái cái đùng rồi. Người ta chạy lên. Chạy lên. Chạy lên thì thấy bà nằm như này. Nằm đây rồi. Dạ. Rồi nó cứ kêu bà năm, bà năm, bà năm. Nó nói là điện về gia đình bà, nói bà chết rồi. Giữa cái rừng hoang sơ như thế này, chỉ có hai cây của nhà bà nó cao. Baby nghĩ rằng hai cây này đã tạo ra một nguồn năng lượng gì đó, khiến cho sét đánh ngay tại căn nhà của bà. Từ từ. Có cái hầm đó không? Hả? Cái hầm đó không? Không có hầm hậu dấu. Mến chào quý chú anh chị và quý vị, hiện tại thì Baby đang có mặt ở Phan Rang, Ninh Thuận. Hôm nay thì Baby về đây để nhằm mục đích là giúp đỡ cho bà con ở vùng cao của nhà. Thì Baby có được sự giới thiệu từ những người bạn đồng nghiệp ở khu vực Ninh Thuận. Thì các bạn có giới thiệu cho Baby một hoàn cảnh là vô cùng đặc biệt cả nhà. Một cụ bà năm nay rất là lớn tuổi rồi, bị con bỏ rơi giữa cánh rừng hoang vu. Kèm theo đó thì có một câu chuyện rất là kỳ lạ là bà đã bị sét đánh nhưng mà vẫn không chết cả nhà ơi. Câu chuyện như thế nào thì mời cô chú anh chị và quý vị cùng Baby vào bên trong thăm bà như thế nào nhé. Có ai ở nhà không? Bà ơi. Dạ con đi bổ chim. Mà con để cái xe ngồi đó ai lấy mất tiêu bà ơi. Dạ con để xe ngồi đó ai lấy mất tiêu của con rồi. Con không biết nữa, bà có nước cho con miếng nước bà. Dạ. Mấy anh em con đi bổ chim á. Cái để xe ngồi đó là họ lấy mất tiêu rồi. Không có ai lấy đâu con à. Không có ai lấy đâu. Dạ. Không có ai lấy đâu, ai để đâu ngoài đó. Thử coi có ai có mượn không, ai cho ép như vậy. Dạ. Ta đi nắng luôn, ta ở xa ta tốt mà lấy chi trộm của người ta làm sao trợ. Trời ơi sao bà khóc vậy? Lấy chi ra lấy gì con đi? Hả? Trời. Mày ở đâu? Con ở Nha Trang. Ôi chết rồi trời. Con chạy vô đây. Ừ thôi chết rồi. Nó ăn cắp chi chi ép như vậy trời. Sao nó lấy chi? Trời ơi bà ơi giờ sao đấy bà? Anh em người con đi qua bổ chim rồi đi quay phim nè. Các bạn ơi vào đây nè, trời sao đây, không biết đi bộ về, không biết sao nữa bà. Trời, bây giờ tao chỉ mày có đi bộ thì bây giờ tao cho đứa 50.000, 4 đứa 200.000 nghe không? Đi về đi bộ về nghe chờ, đi ra chi đúng về rồi, ai ăn cắp tao đi báo xã giùm cho. Trời ơi. Tao biểu thị này đi báo xã giùm cho, chỉ đi 4 đứa vậy làm sao mà đi về nhà tan nữa. Dạ, hả? Trời ơi bà khóc luôn cả nhà. Ê trời ơi trời dữ gì trời ơi trong này không có ai ăn cắp của tao. Bà ở đây một mình mà tiền đâu mà có mà cho con được. Hả tao có tao đi luồng hụt đào chân rẫy nè. Tao men gùi nè tao đi hụt đào tao mới bén hôm qua. Trời ơi. Tao được 220 tao bảo chứ gì? Bà có tiền đâu tụi con sao lấy được. Bà cho miếng nước uống đi bộ về thôi. Không á đừng đi bộ chắc con kệ nó lấy tiền hay con lấy dưới 50.000 đi về. Trời ơi thương bà quá cả nhà ơi con cảm ơn bà. Người ta cho tao lại thì sẽ trợ đó. Ủa bà ở một mình đây thôi hả? Một mình á. Ôi thương bà quá. Đi ra con đi. Dạ. Sao tội ghê gớm đi bốn đứa mà là ăn cắp chi của người ta là ép gì chi mà ép dữ vậy trời. Mà nghe là bà nói là bà cho tiền con nữa hả? Tao cho đừng đi về chi. Hụt tiền đeo ở đây cũng như tao gõ cho chị mày à. Nhìn miếng đáy cánh đường xa cũng rồi bà cho con vậy là sao bà tin tưởng bà cho con được. Lấy tiền gì bà cho con? Thì tao nói tao lùng một đào tao mất bén hôm qua. Nghe không? Bây giờ kẻ cha nó ăn đuối nè ăn nè. Lại con con bà cho xong con không trả lại cho bà sao? Không được hết đấy. Được đấy đứa chồng con tao nó đi thì người ta trả lại chị mày không có chị mày người ta trả lại cho tao. Ta cho chồng ta ăn bữa cung cô ta ăn bữa cung chồng ta chết rồi không có nữa. Con ta không sao hết đi con. Dạ. Vô ghế ngồi anh em là mấy anh em là đi quay phim để đi bổ rồi quay clip lên chia sẻ lên cộng đồng mạng á.
xe ông... cái để xe vô quay phim, tập trung quay phim cái là để mất cái xe mất tiêu. Không xe hết, để tôi cho đứa 50 ngàn về nha Trang. Trời, tiền đâu có mà tiền đâu. Có, tôi đi lấy cho, tôi có kỹ lắm. Có kỹ lắm hả? Ừ. Bà cho con đeo cái mít đi bà. Cái gì vậy, cái gì, đeo ra làm sao mày gửi ra mày đi về. Dạ. Đeo nói... tôi gửi ra nghe. Dạ. Ờ, à, tao đi. Có tiền mày đừng vô cho, vô là trí nạn cấp của tao nữa. Bà giấu tiền trong đó hả? Ờ. Cho con xem được không? Có đâu, xem cái gì nhiều không? Có 200 nè. Ơ. Trời ơi, bà giấu với thùng gạo đó hả? Ờ, khỏi người ta lấy. Ngu à. Trời đây ơi. Con, đây con, đây, 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 đứa, hai đứa 100 nhưng con kể ra đây nhìn đối với nhân con kể trời ra ơi. Con. Con có ấy thì nó cũng có cá ồ kìa. Thì mày ăn không mày ta cho. Ờ tao nó cũng cho ăn cá ồ con à. Có gì đâu, anh em con này bán hụt đào không qua được con. Bán hụt đào được có mấy đồng thì con một, sao? 220 gói về mua trầu 20. Ôi trời. Sao bà tin tưởng con mà bà cho con 200 vậy? Lỡ con nấu xào sao? Không đâu, tí mày không có nấu xào, bây giờ tí mày đi xa. Bây giờ tí mày không có tiền gì. Tao hồi đó tao cũng có tiền gì, tao đi về mấy thương. Tao ở Canada tao về mấy thương, tao đâu có đồng nào. Mà mì tao chết tao phải về. Về chứ, nó biếu vô tiền gì. Là ơ con ơ thông cảm mẹ ta chết không ta không có tiền mà ai giờ thương mẹ ta quá ta đi về bây giờ mày mày thông cảm giùm tao ơi rồi nhà mày ở đâu thì ta về ta đem tiền ta sai con cháu ta đem tiền ta liền thôi bà ơ bà đi bà đi không có sao đâu trời ơi từ mí đi về mày à phải cho rồi bà thôi con nói nghe này thì thực ra ấy con được anh em giới thiệu đến đây với hoàn cảnh của bà ấy con thăm đến thăm bà thôi bà đừng giận con nha là sao con đến đây con thăm bà thôi chứ con không mất xe dạ nà luôn thảo cảm ơn con nói vậy cho tôi mừng chút ai giờ nó mất xe hai đứa mất xe trời một điều có mấy đồng mà lấy sách cho cha con cháu hết vậy rồi lấy tiền đâu mà ăn lấy tiền đâu ăn con hay mình mà chết cái tao đi luôn về ba bữa cái có 200 ngàn lần. Dạ. Rồi cá thì tao mua cá ổ tao kho 2-3 ngày tao ăn. Rồi tao bán hụt đào tao mua lại cái khác. Trời ơi, lượng hụt đào gì một ngày 200 ngàn dữ vậy? 3 ngày 200. À, 3 ngày 200. Ừ. Rồi tao còn làm thang nữa chứ bộ, nè, thang tao đứa ngày nay nè. Làm thang nữa hả? Ờ, đều cái lỗ làm thang. Đi đâu bắt nè, là bốc muôn về hầm. Hầm. Hai lò có bà lớn vậy thôi. Mẹ cái gùi đi tén. Lấy cái len nhỏ đi tén cái gọc đó. Nó lên. Dạ. À rồi mình lấy về mình hầm thang mình bán. Bà à. Ơi cho con gửi lại bà nha. Con cảm ơn nói bà. Nói thiệt hay lớn không? Con nói thiệt không? Tao cho thiệt. Tao chứ tao không phải cho con nói thiệt. Trời ơi tội nghiệp bà quá. Con nói thiệt con không mất xe. Con lên thăm bà thôi. Thấy bà ở mình tội quá lên thăm bà thôi. Cô cũng như mày lên thăm tao thôi, người ta nói tao thì ở công bình trình này, thấy không? Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ mày lên mày thăm tao. Dạ. Ờ, vậy thì nói cho tao biết chừng. Ờ, chỉ còn chỉ mày mà mất xe là tao tạo lắm mà. Cắt đi chứ không mất giờ. Không có, để lại về, không có mất, không sao. Xíu con lấy về. đúng á, lấy xe, về xe. Tội nghiệp cả nhà, thật là đi lúc ban đầu cả nhà khó lòng cả nhà, tại vì... Tôi nghĩ rằng á, những hoàn cảnh khó khăn họ còn không có tiền để họ sinh sống làm gì mà họ có kiểu như họ có thể chia sẻ những cái đồng tiền họ kiếm mồ hôi nước mắt để cho mình đâu. Họ vỏn vẹn chỉ có vài trăm ngàn hoặc là vài đồng trong túi thôi mà lên đây gặp bà mà bà lấy hết tài sản còn chỉ còn 200 ngàn và cho BB luôn. Trời ơi. Bà ơi, cháu tên Bi, cho cháu ở Sài Gòn xuống đây. Cháu nghiệp bọn. Cháu muốn đi giúp đỡ hoàn cảnh đồng bào vùng cao. Cháu lên đây không biết là bà tên gì và năm nay nhiêu tuổi đó bà? Tôi năm nay 70 gần 80 rồi. Dạ. 18 rồi. Bà tên gì bà? Tao em tên trong giấy tờ thì Đỗ Thị Triền, bà ở ngoài tao Đỗ Thị Cái. Dạ. Ừ. Trời ơi. Thấy bà ở một mình rồi con cháu bà đâu? Con cháu em, con cháu nó cũng khổ quá con à, nó đi làm ăn ở xa rồi nó muốn chồng đâu luôn địa. Cho nên nó ít có về đây không? Rồi một mình bà hồi đó bà ở Cà Ná 40 năm ngồi ghế nhau con ngồi ghế. Dạ, ngồi ghế. Không được rồi con không ngồi đâu. Tuổi già ông mình vậy không sợ hả sao? Không ông, ông mới chết được 3 tháng rưỡi nay con. Chết rồi ông ở trong đây rồi. Nhờ thiên người ta thương á, không có tiền à.
thì vô khi ông đi ra tới kia rồi lên ngõ này rồi đi về chung phòng bộ họ tôi cái nào 40 năm mà ở được. Con xin lỗi bà, nhắc đến chuyện buồn của bà nha. Không sao hết đấy cô. Bà tao tạo chuyện này chị tao, tao không tạo tôi ở núi nấu việc. À, núi quen rồi hả? Tao không như làm thôi ớt được một ngày một lát thôi tao vô lại tao đi bùa tao vô. Rồi ông mất, ông mất rồi bà ở mình, bà có sợ không? Không. Không sợ luôn hả? Không. Ở đây này mấy năm rồi? Ở đây này 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Vậy hay vậy, hồi trước ở đâu? Ở Cà Ná cũng ở trong núi. Đi vô mình đi làm ăn con hả, mình vô làm thê trong bò cho người ta. À, làm thê ở đậu, làm thê đó. Rồi mình thê mình làm chắc. Thê ở đó mấy năm rồi về đây? 40 năm. 40 năm luôn hả? Ở một nhà 5 năm có, 7 năm có. Mà cả đám ta biết mà. Bây giờ số ta còn ở đó, họ đó là tao người ở mấy thường ở đây nè. Dạ. Mà tao muốn chồng về Bà Láp. Rồi về Bà Láp khổ quá, đi vô cả đám đi khiêng cá xong rồi. Rồi người ta thấy tội nghiệp người ta đi mướn. Mướn đi vô chăn dê cũng trong núi vậy nè, chăn dê chăn cừu cho người ta. Rồi cái đi làm hồi trẻ đi làm vậy rồi có cho tiền con cái không? Cũng nuôi rồi bây giờ nó có chồng có vợ thì nó đi làm mướn làm thê nó trả nó đi đâu hết rồi mình ta sống đây ông chết mình ta sống họ còn hai vợ chồng ta cũng hai vợ chồng ta sống à, tuổi không. Già thân già có buồn không lam lũ thì cũng buồn chứ cũng mình buồn chứ con cái mình trưởng thành có chồng có con bây giờ để mình trên núi như vậy cũng vất vả chứ với lỡ nói ra cho ngay ta nói cho tiếng mày nghe ta cho tao hai con ảnh con ở đâu á chỗ gì hai con ảnh. Con ngành là con gì? Con dê á. Ở dưới con dê hả? Con dê á. Con ngành là con dê đó. Dạ. Nó tao chẳng mướn cho người ta phải không? Là về đây tao chẳng 3 năm người ta cho tao hai con ngành nó đi ra được hai con. Dạ. Là được 4 con rồi phải không? Rồi người ta có gõ người ta gõ cơ mày gõ hai con. Rồi mày có tiền á mày mua 1 con, mày gõ mày thấy tao già mà làm chiêng leo cây đồ chặt lá đồ hả? Dạ. Làm chiêng. Là nuôi dê là đi chặt lá luôn hả? Rồi sao vác về? Hả? Chân thì đâu đi lộn khộn gì sao vác cho nổi? Ơi trời ơi, cây này đồ quý này tao đem tao chặt rồi khoác mấy trên này tao đem bởi vậy cái thằng ở ngoài kia nó nói ở trong núi có con khỉ già, có bà khỉ già. Bà leo lên cây dữ lắm. Sao lại nói như vậy? Nó bị nó gặp tao ở trên cây ấy nó đi ngang nè tao bắn cây xuống tao chặt cái cây ấy tao bắn xuống nó hỏi lên nó nói trời con lại mị xuống bà đi xuống nó tí bà chết tao nó tao trông chặt tao chết mà tao không chết nè tao treo lên cái tao chặt lá cho chiêu cho anh ta ăn chủ nó vô nó nói chết mày cái là tụi nó nghịch của tụi nó kêu là bà khỉ già trời ơi trời mấy đứa này đó thiệt chừng nó gặp con thắp cái cây đánh nó nó chọc nó, mình tức cười mà nghịch luôn mà nó nói vậy cái người ta nói ở đâu ở trong núi nó nói ba con gặp bà năm trâu bà leo lên ở trên cây ấy bà chặt lá nó nói bà đó chứ bà nào đâu nó nói vậy á trời ơi bữa đó mày biết không thì không cái tao có nhà ông này cái trời quên chết tao mất hồn hay sao không biết hả ông quên tao cũng không biết tao bưng cái vỏ lò những vỏ lò lửa chỗ này nè mà mấy, đâu đâu là bà diễn này con diễn tả là con xem nào đây này có như cái vỏ lọ vậy này nha cái tao bưng vậy nè thì sớm mò sớm mà tao lại bưng cái vỏ lọ tao nhấm bếp lửa than tao mở con nhấm nó không lần hả thì tao bưng ra lấy cho gió nó thổi vô nó lần ha dạ. Tao mua bưng công rầm ông bưng cái tivi bể nè đó bể tivi hết bể tivi hết luôn cái mày biết không nó cái dây điện nó mất hết luôn cái mày biết không cái tao mất hồn cái tao tháp hóa lò xuống tao nói em vậy mà biết cái tao không biết gì nữa hết trời trơn ơi coi cũng như là cái nó gặp mẹ nợ nguồn điện tao tắt hết bằng ngày thì tao chăng nguồn điện trong này vậy này cái nó cái tí nó chết thì bà vẫn trời vẫn chết bà nằm trong bơi sao nhà bà ngó lúa không trong bơi cái nó chạy vô bà năm cái tao không có lúa không cái một lát tao tỉnh dậy tao hỏi chỗ ủa nhà tao sao cái giờ nãy nó đổ trong một cái trăm dữ vậy mày nó nói tivi bà năm bực bể rồi tao nói chết rồi trời ơi về đây tao cho nhà cả ở không mình tao cho cái tivi mà sao lỡ ông trời họ chỉ mày đặt cuốc theo kia ông trời vừa gánh xét sao tao chết dạ ai biết nó nói vậy á xác đánh là bể tivi luôn đó đâu bà cho con xem cái tivi bà anh nè
Là bà đứng bếp lửa ngồi này, đang khiêng bếp lửa. Khiêng bếp lửa ra đây nè, đây nè, tôi quý nè, bé hết nè, con gian điên nó cháy hết luôn à. Đây. À. Đây, tôi quý đây, đó, thấy không? Đồ máy cháy hết luôn nè. Dạ, cháy hết luôn. Cháy hết luôn, à, phải bỏ uống không? Dạ. À, rồi mày biết không, trời cũng chưa không bà nằm nè con. Ê nè, nó cho cái chương vi siêu mẫn nè. Đây. Cái thằng gà rừng gà cất gì đây, tại con không biết cái thằng nó nói gì gà rừng. Mà nếu xài tư quy á nha con, mà có hơn á, thì nó để từ giấy dưới này, đây nè. Đó, nó ôi cho trời. Cái nguồn không? Cho tivi đó hả, sướng này. À, nó cho nè, đó, nó cho. Nó ôi cho ơi. Hai cha con, nó chở hai con ngành trắng xuống cho. Bây giờ hai con ngành trắng nó chữa. Rồi nó gặp tòa quán, nó cho, nó nói bây giờ tivi cháy, bây giờ làm sao đây bà. Bây giờ con để con cho bà cái tivi. Nó mua tivi mó xuống nó cho. Này, chị buồn anh nói. Dạ. Dạ mày. Ở nhờ em con à, nhờ cha con cái thằng đó gớm lắm nha con. Cha con cái thằng ấy á con à. Thằng gà rừng hả? Ờ, thằng gà rừng nè, nó để tên anh nè con nè, nó để tên nó. Nếu có cha nó biểu vậy bà mặc bà mi mà có chuyện gì điện lên cho con mượn cái này này, điện lên cho con. À, sao gớm con giúp đỡ mà sao gớm? Ôi, nó thương. À, nó thương gớm á. Ờ, nó thương gớm lắm. Dạ. Nó nói vậy mà. Trời ơi. Ấy, nó xuống liền, nó nói vậy à. Lâu không rồi mới gặp một người cụ lớn tuổi mà thật sự là khi mà nghe bà kể chuyện rất là vui, và vừa có tấm lòng nhân hậu nè, rồi những câu chuyện bà xảy ra về cái việc sát đánh mà bà không chết cả nhà. Con thì nói đó cho ngay á, tiếng con cháu để đất để két họ tỉnh muốn ông già cha nó tới để đất để két lại cho nó tỉnh muốn ở trong sống này. Mà có để đất để két lại cho con các con để đất để ốc bị cha nói là cha nó bị chết rồi ấy ơi, ta muốn ông chồng khác nó có tự ý bị cắt khổ vậy chỉ em bà để em cái nhìn nè. Nhưng mà để đất để cát bà có mấy đứa con? 11 đứa mà chết hết, 2 đứa còn 9 đứa có chồng ven rang, có chồng đâu lung tung ven tan. Nhiều vậy luôn hả bà? Nhiều vậy mà. Bà là người Kinh hay người đồng bào? Người Việt ở đây nè. Dạ, là người Việt ở đây. Ờ, bây giờ con cháu ở đây có 2 thằng. 2 thằng con trai đó nha. Đợt trước thì 3 thằng. Mà nó ở trên ấy 2 thằng. Cũng bệnh ghen. Bây giờ tính lên ngủ ở trên đó. Ờ, tao nói phải con tao thương thiên á. Tao đi tao thương thiên. Dạ. Không chữ đó. Như bà bất hiếu bất nghĩa bất nhơ, 19 còn 9 đứa con mà không có ai về để thăm bà hết hả? Có đám bà nó lại thì có băng bọn trên đó xuống, mà xuống đứa nào cũng mang đứa con trò xong ở hổ đi về. À, xong rồi xong rồi mỗi người mỗi ngã hay gì? Ờ, nuôi câu thí dụ cho má 100 mua trầu, để đứa kia cho má 50 mua trầu, mua ăn được 2 bữa trầu à. Đó, té cũng mua. À, cho 150. À, vậy bữa đó rồi. Đi rồi thôi, rồi thêm xuống đó. Yeah. Rồi chú ý nghe vậy, tao cũng lo. Cũng tự lo hết luôn. À, hãy làm thêm. Sao không rước bà về nuôi chờ để giữa rừng này sương gió rồi ở trên này gió bão sao? Tao hỏi mày nè, con gái có chàng rể, mà con trai thì có nàng dâu. Chẳng thà rằng tao ở đây, tao lấy bông tao nhắc hai lỗ tai tao lại. Chú cũng chàng nào tụi bay, được để làm tụi bay chưa? Tao không có chịu nữa, tao già. Tao không có về con, về cháu vậy. Có con cái đông nhưng mà cũng để mẹ ngồi này. Không chăm lo gì hết. Không chăm lo gì, có chết cũng kệ bà. Mà có sống lỡ, cũng rồi, kệ bà. Con nói con xin lỗi bà, nhưng mà lỡ bà có mệnh hệ gì trên này thì rồi ai mà biết? Không biết, có thằng Bập kia nó biết à. Mà, là hàng xóm ở đây hả? Ờ, nè, nè. Con đâu thấy nhà nào bên đó đâu. Ê, nè, bên trên nè. Trời ơi, xa lắc xa lơ vậy. Xa lắc xa lơ, cái gì đâu biết vậy. Bà ở trên núi này còn người ta dưới nè, trên núi nè. Mà. Để mang đêm nó xuống luôn cậu thí dụ. Bà ngày nó xuống làm. Rồi tới nó xuống làm mà nó gặp mưa lớn lớn. Con bà hay sao? Không có. Tôi cũng như là tao nói về đây là nó thương thơ. À, thương là nhận con nuôi đó. Ờ, nhận con nuôi á. Rồi quy nó quy tao đi làm thèn, nó biểu vô rãi nhà nó làm thèn. Tao vô rãi cái tao gặp cái dưới này, tao tới tao ngồi đây. Tao lên nhà nó, tao lắp cái lò xong rồi xuống tao ngồi đây nè.
Làm thang rồi chặt cây đúng không hả? Mấy cây dừa tao để tên bánh hả? Chặt nổi không? Nổ. Trời trời. Nổ hết đi. Rồi leo cây nữa. Leo cây chặt lá chứ. Cho nó ăn chứ. À cho con nạnh nè. Cho nó ăn chứ. Con dê là con nạnh đó cả nhà. Con dê là con nạnh. Trời ơi, khỏe dữ trời. Bởi vậy tao có thuốc hồi đó vô này tao tránh được nè, bác sĩ nè. Cho quê nè, mượn tiền nè. Công an không có gì hết. Cô cũng như tôi ở đâu, đi đâu người ta cũng thương đó. Tôi ở Cà Mau 40 năm chứ. Nó cũng cho quần, cho áo, đồ bận. Cách đây vài tháng thôi nha, là bà bị sét đánh. Nhưng mà tuổi lớn rồi. Nhưng mà nghe tiếng đùng như vậy giật mình là nhiều khi cũng không chịu được chứ đừng nói mà. Nhưng mà sét đánh như vậy là cái tầng cái nguồn lượng, năng lượng mà điện ở nhà nó sẽ có xung quanh ở khu vực này. Thì lúc đó là rất là nguy hiểm mà, nhưng mà bà đã vượt qua cái giai đoạn đó cả nhà. Trời mạnh vô bởi vậy. Mấy bà ở đây người ta nói mấy ông lớn lớn, mấy bà là cái mẹ ông bà xã hội. Cho nên không ấy chứ ở trong, ở ngoài đó là ngó cái luồng. Ở ngoài trở về kia ngó nuôi trời ạ, không có 3 năm đất nữa có người khiêng 3 năm ra lại vừa chứ không có gì hết á. Dạ. Bà bị mấy lần hay là một lần thôi? Một lần đó thôi. Trời khờ nhỏ mới tao lớn bữa đó tao mới gặp dây điện mà nó nổ một cái tivi phải như là con nó nổ cho một cái âm cái tao thả cái bếp cái phở lò lửa xuống xong rồi cái tao xỉu tao ôm biết sao biết ông cậu anh trúng tao à ông anh trật ở đâu tao cũng biết ở trong bên cái tivi vậy. Dạ, tao mất hồn mà sao tao biết cái anten sóng tivi với lại cái cây cối ở đây á. Thường thường là sẽ đánh vô những cây cối và tại vì cái đây là cái cánh rừng trống cả nhà, cánh rừng khô á. Chỉ có hai cây to ở đây thôi thì sát sẽ tất nhiên sẽ đánh vô những cây lớn như thế này và chỗ mà có những lớp tôn có dẫn điện á cả nhà thì có tần số với BB cũng không phải là người khoa học cho nên là theo BB biết là có những cái nguồn năng lượng ở dưới mặt đất này kèm theo cái những cái vật liệu như là thép kẽm và lại anten rồi đó và đây nguy hiểm lắm trời luôn á trời. Vậy mà tao trồng mưa cũng mình tao kéo chỗ tao có tivi đã xong rồi tao nằm giống đây tao kéo cái giống đó đâu bà dẫn con đi vòng nhà bà đi nè. Dạ dẫn con thăm cất tiền nhau không mất. Ai đâu mà lấy chị ở đây người ta không cho ai lấy mày. Thật sự BB khi mà BB vào đây cả nhà thấy bà cư xử bà đối nhân xử thế khi mà thấy những hoàn cảnh khó khăn đột ngột như vậy không phân biệt là xem xét tướng vóc diện mạo như thế nào đây, biết là đây ta chỉ cái khu vực nhà tao ở khổ là bà sẽ giúp và đang gặp khó khăn thì bà sẽ giúp cơ nhà. Làm khoan nè, đầy bán 200 ngàn này con nè, chỉ phải cho đâu nghe mà. Dưới gì hả? Rồi tiền đâu để cho hết? Dừng đâu, trong 7 ngày biết có 2 bao. Bao cái nhà bao thai như vậy là 200 ngàn cả nhà. Bà bốn lò mày ra mày. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì bà mới... Bốn vui đầy lò nè, tao mang về nè, mày ra tao của mày cô tao mang về nè. Dạ, bà khỏe cả nhà. Đây. Không mang dép gì bà. Là bà đốt than ở đây, bà làm ở đây, một mình bà làm hết luôn. Một mình đây chứ ai đâu rồi làm. Vậy rồi giác củi là lên rừng đó là chặt xuống đây. Chặt xuống đây, mang cái củi á, rồi mang đập bên trên kia, mang xuống đây, lên trên kia, mang xuống đây. Sao chứ đi trên nổ đá này như thế này? Đi đỡ hết rồi. Khó đi rồi mang chân không vậy đi luôn hả bà? Đi giếp chi, đi núi, đi giếp ở nhà chân không à. Dạ, trời. Mang giếp không được. Mang giếp không được bà hả? Không, ở nhà mang giếp không được. Cái này là bà nạo lên cái hố ở nhà nè. Đó. Để cái này bình ninh cái mấy cái đốt lên. Đó đốt lên, nó đắp trên nó cháy nó đã than nè. Dạ. Bắt những cái củi lớn như cái này đây cả nhà. Mà bà năm nay là bà 78 tuổi đúng không bà? Mà bà vác những cái củi nặng lắm cả nhà. Nặng lắm, muốn mệt nên ăn. Một lần là vác được nhiêu cục? Đây nè, một củi nè. Một củi mang trên núi mang xuống đó đó, một củi á. Một củi đây đó. Một củi á. Một củi này. Mà đi trên những ngọn núi như thế này. Đây nè, đó, đó, mang xuống. Ôi trời ơi. Ở dưới này đâu có được con, phải vậy. Rồi trên dưới này cây cây nhỏ xíu à. Đâu có được. Bà lên trên đó, bà lội xuống. Cả nhà. Mang thì chống cái gậy đi. Tao có gậy rồi đèn quen hết rồi nè. Sao hay vậy trời. Đó, làm vậy đi. Chứ sao hỏi mày bây giờ làm sao. Bà làm kinh tế có tiền như vậy chắc nhiều tiền lắm mà ha. Nhiều đâu nhiều không đủ mua trâu rồi mua nhang mua ấy chồng thấp được con. Nói bà ngủ đâu? Đây tao ngủ kéo phải giống đây rồi thế mà mỗi lần mở cổ xuống đây. Dạ vậy đâu. Chứ đâu
Ngủ đây mưa có dầu không bà? Đây này lỗ quá trời nè. Ờ cũng dột chứ. Trời ơi. Dột. Cho nên ký nó cho nè, hàng xóm nó cho đây cái miếng dở dầu kia, cái miếng dầu có mưa nó kéo. Dạ. Con vô nhà bà kéo. Xem thử nè. Là bà ngủ đây với ông. Ờ. Rồi tối dâm nhang cho ông. Rồi cô Tư Vi. Nhà tao có cửa menu nè, tao mở cửa menu nè, kéo lại nè, nè miếng này. Có cửa là cái cửa hả? Ờ, cái gì đâu. Trời ơi trời. Kéo lại tóc lên vậy nè. Ngủ. Ở đây không buồn không sợ gì hết. Không sợ gì hết con mình nè, tao 12 giờ 1 giờ đi hết rồi con. Bữa đó thấy không cái nó đứt cái dây điện. Gì cái gì nữa? Nó đứt cái dây điện chỗ kia. Nó đứt nó cạn sao. Cái điện mà nối vô nhà cho bà xài đó. Ờ, cái nó đứt dây vậy đó. À thôi giờ. Cái con gà. Nó chung mấy bữa nó chung đây nó ngủ nè. Con ủa con gà cô mất tức thì đây mất mưa gì là nó ra đây mà nó nằm yên đây nè. À thôi giờ tao ra tao mở cao giữa y tiếp tao mở gỡ. Nó làm bưng 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 tao lật lật tao nó chết đi. Cái gì vậy trời, rắn đâu có rắn mà cái gì mà nó giật bất gớm gì nè trời. Cái tao không dám nói rồi mà tối rồi chị phải. Mà từ con gà tối rồi nó lên nó ngủ nghe mà nó không ngủ không. Ông cứu nợ nó cái nó giật bưng bưng đầu rồi cái nó chết mẹ nó phải đó. Tao ra tao tướng đâu rồi nó dính y tiếp. Tao gỡ y tiếp nó giật tao tưng tưng tưng. Trời ơi, đi giật nữa hả? Ờ. Ôi trời ơi. Đó cái sợi dây bây giờ nó đem xuống dưới đây. Hồi đó nó cho nó dâng đây nè, dâng đây nè. Bây giờ nó đem xuống dưới kia rồi. Tao nói nó nhà. Cái xong rồi cái chắc đánh rồi điện giật nữa. Tao nói trời ơi mắc mớ gì vậy. Cái tao chạy lên tao kêu mập. Tao nói mập mập. Dây xếp tao cái con gì nó ở dưới. Tao mới cầm cây. Nó giật tao tê tay tao hết rồi mập à. Cái nó nói tao để con xuống. Chúng nó nói rõ sợi dây điện này nó cạn sao mà nó gãy rồi bị đến giờ con diễn làm tao giật hả? Ờ tao con nắng ở dưới nó đụng sợi dây tiếp sao. Dạ mà con gà tao mới chết rồi mập à. Hỏi con gà gì tao nói con gà cù của tao sẽ không cái nó dính cái chỗ đó cái nó chết mà tao tưởng con rắn cắn nó tao ra tao bắt nó vô tao đụng sợi dây tiếp bê 40 nó giật lung tung lên tao không tao tả tao đây à. À, tôi lên này thử của sao vậy mập. Cái con gì nó làm tao giật đục 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 nữa à. Nó làm nó giật gì mà. Đăng 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 luôn trời. Lên mập mập nó đứt sợi dây điện. Dạ. Nó xuống đây sửa lại. Nguy hiểm lắm ở đó em. Ở mình là nguy hiểm lắm á. Thôi về với con kêu đứa nào về chở bà đi ở chỗ nào cho khỏe. Không. Mấy bay khiên tao đi tao chưa đi. Trời ơi cái nhà. Đó, mẹ già lớn tuổi như vậy đó, gặp những trường hợp nó không tốt khi một ở một mình nè, rồi ở ngồi cái cánh đó, thà như ở dưới đồng bằng, có hàng xóm, có người này người kia để ngó ngàng được. Nhưng mà khi mà một bà một ở một thân một mình ở trên cánh rừng này, ai giúp đỡ bà kịp thời đây? Cậu chơi hẹn cửa này là chết không được chứ cái gì đâu em. Trời ơi trời. Tại ngày mới mấy tám gặp tuổi đó mà tao gặp đó, trai bây giờ hẹn cái mẹ đó em. Ông ghen. Sơ ghen cái này cái kia còn tao không từ hồi đó vô bác sĩ cũng có hộp thuốc nào cũng có không lấy tiền của tao được hả? Không lấy tiền của tao được cái gì có tao cầu lấy tiền của tao được tao cầu có cái này lấy tiền tao được thôi có ba ngày thì 100 ngàn thương cả nhà đó cả nhà vào trải qua đó, vừa xét đánh rồi vừa đường giật nữa mà điện vô nhà cả nhà biết rồi điện 220 đấy điện ngoài đó đi mà trời giờ. Lúc đó trời mưa không? Trời mưa chứ sao không mưa, phải không mưa rồi ai nấu ăn chi gì trời, trời mưa quý bưng cái vỏ lò vô đó, nấu ai. Không ý là lúc mà điện giật có trời có mưa không? Có. Mưa luôn. Mưa luôn. Rất là nguy hiểm cái nhà. Trời mưa, mưa luôn nháy. Tao giật mình dậy tao gặp bằng hết cháy rồi mà không nháy có ít thờ. Mà hờ rồi chỉ nó biết chỉ nó vô tôi đây nè. Ở ngoài đó nó chạy vô, bị ở ngoài đó nó làm rầm nó nói rồi ạ. Ngó ở ngoài này mà ngó vô nhà bà năm ngó đổ hết là tàu quánh thép rồi chứ không có cách nào mà nổ trong này nổ bự cái tivi nó nổ bự quá mà ai là ông nó nổ bơm dạ yeah. Cái đùng rồi người ta chạy lên chạy lên thì thấy bà nằm như này nằm đây rồi dạ rồi nó cái kêu bà năm nó nói rồi điện về gia đình bà cho nói bà chết rồi tàu quánh thép rồi cái một lẽ cái nó ngồi đó nó thở điện ai điện về thì một bài anh nó chết rồi nó chạy vô tao nói ủa chị mày bữa nay đi đâu tới nhà tao chị vậy cái gì mà nó nổ bơm ở đâu nó nổ vậy chị nó nói trời quá chết bà chị tao nói bậy thật còn sống bánh xét thì chết chứ bánh xét còn sống mà bánh xét nó nói quay nó lửa cháy nhà bà luôn bù hết nhà tao đâu có cái gì đâu lửa cháy luôn hả bà
tao nói lướn tèn len chi thế hết đi, tao nói ngó một cái là nhà cây không có nhà cây không à, bà cứ mẹ dạ. Tao nói, nó nói tao đi về, nó biết sao bà lên chi đi về rồi, coi gì ổn nghiệp nhà cửa. Mày muốn mấy bè chở tao, tao chịu đi. Tao còn sống. Tao còn sống, mày biết tao đi đâu vậy, tao ở đây chết ra tao. Đường nè, có chở đi lên. Nhưng mà nằm đêm có nhớ con, nhớ cái không? Nhớ chứ, cũng nhớ chứ. Mà suốt mẹ mình dậy rồi, sao chỉ sao con. Rồi có tự hổ lòng, nó không biết nó có nhớ mình không hề. Ừ, biết nó có nhớ mình à không, chứ mình làm gì, làm sao bỏ con không. Mà điều thơ, hoàn cảnh nào nó là hoàn cảnh ấy cho rồi. Yeah. Yên rồi. Cũng không trách gì hết. Không trách gì hết, không trách ai, nó cho thì ăn, nó không cho thì thở. Cũng mình cũng làm mình ăn ấy. Khi mà nhìn bà ở nhà, baby đến đây thấy bà mặc áo lam lũ rách nè, rồi áo rất là cũ rồi. Nhìn bà thấy tội nghiệp, chân của bà nè, lam lũ đội đi núi đi nhiều quá vậy nó... đó. Trời ơi, tay mà nhờ đi núi vậy mới khỏe đó. Tay nè, tay chân nè, tay trèo lên cây mà cái lực cây nó mất. Phải không, trèo lên cây là không được rồi. Thì chặt cây dưới, trời nó khô thì mình trèo lên, trời có lá mình trèo lên. Ý là giờ leo được luôn hả? Gì không, đâu mà chỉ trời, trời ơi, quý nè. Không chỉ. Có đời nào mà bà lớn tuổi sao mà bà... Dưỡng trơn mày. Nó tất cả mà nó tao leo. Bà leo như thế nào? Đây. Mày lừa, vừa lừa hát tao cắt cho mày coi. Trời ơi, trời. Cái gì đâu, trời. Thôi được rồi bà. Cái gì đâu, thôi, được rồi, bà xuống đi. Bà xuống đi giùm con, bà xuống đi. Bà mà có chuyện gì con đền không nổi. Con hỏi thử thôi. Ôi trời ơi. Đâu ta trèo lên nước mà. Là bà trèo đây luôn hả? Trèo lên đây chung qua đây. Qua đây trèo ở đây. Ôi dẻo dai cái nhà. Trời lớn tuổi rồi sao dẻo dai, lòn cái lỗ nhỏ xíu này mà chui lên mấy tôn, đi lên mấy tôn cái chặt cây xuống. Ừ. Làm thang. Hay là cho dê ăn. Cho dê ăn cái này ai mua nó có chịu gì nữa con. Ta chết chết á. Dạ. Đi lên núi kêu chặt củi với ngon. Như bà chặt thang thì bà chặt bằng củi gì? Cũng gốc mùng mớ nè, củi mùng đèo hả? Nè, một cái chai viên. Dạ. Đi đèo nè, đó, vậy nè. Rồi làm bê chai nữa. Rồi có nhầm nhiều ai bỏ vô vùi, mấy dê. Con nói thiệt, con không biết nói bà sao chứ. Bà sao bà kinh doanh nhiều quá. Đây nè, tao sống tại một cái len kìa. Cứ làm một cái chai viên nè, đèo nè. Đó, chai viên tao nè, thấy không? À, xà beng của bà đó. Đó. Bà đó. Rửa tao. Đào gốc cây đó. Đào gốc cây á, rửa nè. Sống lần 2-3 cây rửa luôn, phải một cây không? Trời ơi. Đó, lửa hai này chặt lá nè, cái vùi này vùi cô tao nè. Đó, cái nón cô tao nè, sống ở đây nè. Dạ. Đó, cái này thì để ở nhà, sợi dây cột lá nè. Trời ơi. Rồi cái len cô tao nè. Đây, hệ ấy là tén dày, nghe không? Đó, nó có gốc đó, mình ấy vậy, mình tén dày. Đó, dạ. Nó bứng lên. À, bứng lên. Thì mình lấy lên, mình mang về. Chưa làm chắc thang. Là một thằng thanh niên mà đào một cái gốc cây khô lên được ở nhà. Mà gốc cây này ở nằm ở trên núi thì đất nó rất là cứng. Là dính đá nè. Đá nè, mua đá rụt lên. Trời ơi. Lấy lên. Thế mau đi vậy nè con nè. Đó, ăn uống. Nếu bây giờ bà không làm thì ai sẽ làm nuôi bà đó. Đó. Con cái thì có 9 đứa con nhưng không có ai quan tâm đến. Và ở bà chỉ biết là tự thân tự lực để kiếm kế sinh nhai thôi. Đây nè, đó. Làm rất là nhiều công việc ở nhà. Đâu, bà chẳng nuôi gia súc nữa hả? Thì đó, chẳng nuôi dê á. Nuôi dê đâu, hết rồi. Đâu nào, nó ở dưới kia nè. À, thả cho nó đi ăn rồi. Thả nó đi ăn rồi. Cùng. Wow. Vậy là giờ mà kinh tế nè, nó lớn tuổi mà giỏi cái nha. Kinh tế nè, than nè, dê nè, gà nè, rồi ve chai nè. Đủ hết đi, làm gì lụng nấy á, không có chửi gì hết đi. Rồi lượm hột đầy, hột đà, hột đi nữa. Đó. Trời, năm nghề. 78 tuổi rồi, có 5 nghề trong tay. Tiền để nó cho hết cho con xin ít đi bà. Không có, phải có à. Có nào đó, luôn hộp đeo ba bữa nữa. Có thì ta cho hết đi. À, anh kêu bà nhớ bạn đó không? Không đâu, em nhớ ai đâu. Lớn rồi tao quên. Bà Năm, bà nhớ con không? Không đâu. Bà không thấy rõ. Bà nhìn con bà nhớ không? Thằng đầu chọc. Đâu? Thằng kia nó lớn rồi, nó lớn. Con là con của thằng đầu chọc. Mấy thằng cà rừng sẽ phải không? Trời ơi là trời, chết đi con à. Sao đi đâu vậy, sao nhớ ta? Nhớ con không? Nhớ. Lâu rồi con không xuống, bà Năm nhớ con không? Nhớ gì sao không nhớ trời. Mới nhắc hồi qua hồi kia.
Ủa Mộc Bảo Mộc, sao mày không điện cho thằng gà ri gà rừng gì nó xuống nó thăm tao, tao gần chết rồi, nói vậy nó xuống đây nha. Ông Mộc nó nói ế nhơn à, nói con ta xuống bà không chết, nó nói con dẹt léo thôi. Nãy giờ anh vô anh bịt khẩu trang bà nhìn không ra chứ. Vậy hả? Dạ. Bây giờ nó bịt khẩu trang tao, tao không biết cái thằng nào. Rồi giờ nhìn mặt con này rõ không? Rõ, đúng, mày đúng rồi ạ. Mày thằng. Anh cho em hỏi là hoàn cảnh ở bà như thế nào, con cá tại sao không lo vậy nhỉ? Thì lúc trước á, thì anh cũng tình cờ anh mới biết bà ở đây thôi. Thì anh cũng có hỏi bà con xung quanh á, thì bà có là 12 đứa con, nhưng mà mất hai đứa rồi, thì còn lại 9 người, thì có người có hoàn cảnh thì 11 người, còn 9 người. Thì hoàn cảnh của mấy người con thì cũng có người khó khăn, thì cũng có người đau bệnh, nhưng mà không có thấy ai xuống lo lắng cho bà đâu. Thì bà nói là một mình bà nuôi 11 đứa con nổi, nhưng mà 11 đứa con lại không nuôi nổi bà. Thực ra thì em ngồi trò chuyện với bà nãy giờ thì bà cũng không oán trách vì gì ai cả. Và cái đó là tấm lòng của người mẹ dành cho con mình thôi. Nhưng mà thực tế ra thì không có đứa con nào mà về đây để cu mang bà. Đó, bỏ rơi bà vậy cánh rừng này thì rất là đáng thương cho bà. Anh có tặng cho bà là 2 con dê. Mà dê của bà thả là nó hay đi ăn trong rẫy của người ta, ăn hành, ăn đồ đó. Thì bà nói á, 2 con dê là người ta tặng cho tao. Tao quý nó như con tao vậy, mà thằng nào mà đụng vô là coi chừng tao. Chết sống à? Chết sống á. Còn nếu mà nó có ăn cái gì của mày á, thì tao có tiền thì tao trả, còn không có tiền thì tao quỳ tao lạy. Cái tiền đâu mà trả, bà lấy mày cái tiền mà đền cho người ta. Rồi nuôi lớn về có bán không? Không nè, tao chết hay tao đi theo chi? Ôi trời ơi. Đi theo luôn, xuống nó nuôi luôn. Xuống nó nuôi luôn. Chết xong rồi tao cho nó ăn chút cái nuôi nó không kiếm tiền, nó nuôi chi cho cực vậy, là tốn cơm tốn gạo nó. Người ta tặng mình con à, mình biết cái ơn cái nghĩa của người ta. Bây giờ người ta tặng mình này, mình đi theo nó. Mày phước, con cũng đang dự tính gì tặng này tặng kia cho bà con mà kiểu nào chứ làm vậy đúng hơn nè. Thì con mang đến đây á, thì con có ít quà cho bà. Đây là cái chút thảo của chú Cường, chú có gửi con một số tiền là từ Tết tới giờ là mỗi tháng chú gửi 300 đô cho con, là tới tháng 5 là tới 1.500 đô rồi. Thì con để đi làm thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng cao. Thì chú Cường, con thay mặt chú Cường con mua cho bà là một bịch gạo nè, một thùng mì nè, nước tương rồi nước mắm, dầu ăn, muối, bột ngọt, đường. Đó, hết 300 mấy ngàn đó. Bây giờ như này nữa. Sao mày biết tới ngày ổng mày mua cái đồ này xuống ta để danh định tao cúng ổng. Tao dạy là tìm anh dịp anh đúng không? Cúng ổng luôn. Trời ơi. Hay vậy? Có gì? Dù chứ. Hồi trước con bà có nợ nhau. Đúng. Nên hôm nay con đến đây con thăm bà. Hay. Dùi. Rồi con gái con thăm ít tiền, con tặng cho bà tiền nha. Con thay mặt chú Cường con gửi cho bà là cái này cho như là 300 mấy 400 đi. Em gửi thêm 2 triệu nữa là đủ 100 đô la đi. À, cái này nhiêu? Này là 2 triệu. Rồi mày có lý đỡ ra tao có biết cái này giống 100 ngàn như vậy. 100 ngàn đó mà 100 ngàn trời. Khánh biết tờ này không? Biết. Rồi này biết. Tờ 200 nha. Ừ. Biết tờ này tại gì không? Tại gì? Tờ 200 ngàn có bác Hồ. Rồi có bác Hồ rồi. 1 tờ, 2. 2 tờ. 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ, 8 tờ. Mỗi ngày nói cái tuổi quá trình sáng cấp bác. 9 tờ, 10 tờ. Ok chưa? Ok. Đi vô. Bây giờ tờ, giờ cho thêm lại 200. Thôi, đồ chẳng cái gì. Thôi, thật đẹp. Đồ chẳng, chẳng không đi về. Để 200 này để xuống. Thôi, để 100 chi? Rồi sao lấy? Đi sao lấy? Giấu đâu? Mày gặp mày có lấy không? Giấu đâu? Giờ giấu đâu? Chỗ nào cho ông xuống? Gặp ông đừng cho chị nó ngó thấy, nó nhấp cái gì khác ăn cả ba. Ở này mình là. Trời, có cái hành gì đó không? Hử?
cái hầm đó không? Không có hầm hậu dấu em. Đừng có nói em nghe. Nghe. Cái nói quờ đó. Rồi tủ lên kỹ kỹ lên tủ lại. Đừng có nói em mấy. Dạ dạ vậy. Tủ lại. Để vậy em biết lấy sao? Không có, không có mình đồ đồ nghèo, đồ đồ có cất gì đâu. Đây nè, đây nè. Đang quay nè. Ôi cha, thôi. Nè. Cái gì mà rủ em mất vậy? Đang quay gì? Kinh à. Con đang quay giờ cô chú mà ai mà ở đây xem video tại sao trời. Bà Năm cứ đợi đó đi, một lát nữa tụi con về rồi bà Năm đem giấu chỗ khác nha. Dạ. Ai thấy giờ mình đi giấu nó được kêu vô cả lắm rồi nó bày ra cắm sao. Kỳ quá nè. Có thằng này nó không biết thôi à. Dạ. Kỳ. Về con xem con không biết à. Ở nè, lên lên này. Thôi bà giữ đi, giữ giữ nha, cắt nha. Con này con gửi cho bà ít quà. Cảm ơn chị con nha con. Dạ, bà cảm ơn chú Cường á, con thì con có công đi thôi. Cảm ơn cái ông nào không? Chú Cường ở Mỹ. Mỹ vậy hả? Dạ. Bên Mỹ là chú Tinh Cường. Chú ở Mỹ. Bà cảm ơn giúp con với. Thì cảm ơn chứ sao. Dạ. Mà biết làm sao tao đến đến hồi nào đâu được đâu. Cảm ơn. Thì bữa nào mà gặp mà đi về qua Mỹ cảm ơn hả? Dạ. Rồi chết rồi đi qua Mỹ sao đó. Làm sao tao cảm ơn đây. Thôi dạ nè, nhìn camera chú Cường đang xem bà đó. Bà cảm ơn chú Cường đi. Cảm ơn chú Cường nha. Chú Cường chú gặp tôi trên núi già cả khổ cực. Giờ chú sai chỉ cháu nó đem đồ xuống nó cho tôi, nó cho tiền nữa. Tôi cảm ơn chú Cường, giải chú Cường mạnh dối tử tế làm ăn. Cho mạnh dối. Dạ. Con kiếm đồ cho nó phi. Cũng cảm ơn chú ghê lắm chú chú giúp được. Thì cũng tạo nghiệp mấy đứa cháu nó tận tì tôi ở trên núi lợn. Nó cũng đi lên. Nó cho tôi cái này cái kia, nó cho tôi tiền nữa, nó cho tôi tiền nhiều lắm. Để dành nha. Dạ. Thì con cũng thay mặt bà cảm ơn chú Cường rất nhiều. Chúc chú Cường luôn thật nhiều sức khỏe, rồi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thăng tâm luôn an lạc. Thì đến đây video cũng đã dài rồi, Baby cũng đã chia sẻ cái đoạn clip từ một người cụ ở trên núi một mình như cái nhà. Thật sự là câu chuyện của bà khiến Baby rất là thắc mắc và kỳ lạ, tại sao mà những cái việc nó xảy ra đối với những người bình thường thì sẽ không được may mắn như vậy đâu. Nhưng mà bà đã rất là may mắn khi mà bà còn ở đây. Rồi may là chắc ông trời thương để cho bà chăm sóc ông khi mà ông mới mất đúng không? Dạ, chắc là ông mới mất là bị bà bị sét đánh rồi. Ông mất thì có đâu có hai mươi mấy bữa thì bị vậy à? Là ông mất ba tháng nay, là ba tháng ba mất ba tháng mấy giữa năm ba tháng mấy ngày nè. Rồi ơi. Bởi vì đi hôm nay sao mất rồi? Làm tù 100 ngày đấy. Hôm nay là 100 ngày của ông luôn. Bữa nữa. Dạ, thôi đứa bà con cũng không làm phiền bà nữa. Con đến thăm bà. Chúc bà luôn thật nhiều sức khỏe nha. Con gửi lời thăm con gửi lời của chú anh chị gửi lời thăm sức khỏe bà nha. Chúc bà luôn thật nhiều sức khỏe. Rồi con về cho bà nấu đồ cơm cúng làm tuần cho ông đi. Dạ, 25 mà nè. Bữa nay mất có 22 vậy nè. Mà cái này có dành đây. Rồi, vậy là còn tới ngày 25 nữa là còn hai mấy ngày nữa. Tiền này. Bây giờ tụi con đi nắng đói bụng quá. Bà Năm có gì cho tụi con? Có mì cơm, mì cơm bánh tráng trong thùng. Cái gì? Mì cơm. Mì tôm ở đây, tụi con đây nè. Đây nè, có, tao muốn không. Mì tôm bánh tráng. Thôi, bây giờ cũng xin kết lại video tại đây. Cảm ơn cả nhà đón xem video. Bánh tráng, tranh thủ ăn của bà Năm đúng không? Và bà Năm cho Bibi ăn tiếng cái nhà. Cảm ơn cả nhà đón xem. Xin chào.